Chào các em, hôm nay thầy rảnh, thầy hướng dẫn cho các em giải vòng số 3 của khối lớp 9. Các em chuẩn bị nháp và máy tính vào túi như thường lệ. Ta đi vào bài thi số 1. Rồi, là bài tập điền khuyết. Thầy sẽ hướng dẫn kỹ từng bài một ha. Cái này thì các bạn bấm máy đi. Máy nó lại. Máy của tôi được rồi. Rồi. Các em nên tham gia cái khóa học V91 thì cái kỹ năng bấm máy các em sẽ rất là nhanh. 6 căn 4.9/3 nhân cho 5/6. 7 kìa, đáp án ra rất đẹp, 7. Rồi, đường cao của tam giác vuông chia cạnh huyền. Đây là hệ thức lượng này. Đường cao mà chia cạnh huyền thành hai đoạn có độ dài 1, 2. Tính tổng bình phương của hai cạnh góc vuông. Tổng bình phương của hai cạnh góc vuông thì nó bằng 9, đúng không? Định lý Pythagore thôi. Đường cao của cạnh, đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn là một đoạn 1, một đoạn 2. Vậy cạnh huyền sẽ bằng là 3, đúng không? Tổng bình phương của hai cạnh góc vuông thì là bằng bình phương cạnh huyền, thì nó bằng 9. Trời đất, hỏi lạ vậy. Cái này thì bằng căn 5 trừ 2 là trừ căn 5. Vậy nó sẽ bằng trừ 2 các em nhé. Cái này bấm luôn. 121 chia cho 36 phần 36 chia cho 144 phần 25. Các em ấn căn 121 này phần 36 chia 144 phần 25. Rồi ấn căn của kết quả đó, nhân cho 72 là 55 các bạn. Bài này tam giác vuông ABC, cái vẽ hình đi, tam vuông ABC này có BC là bằng 10, đường cao AH thì bằng 4. Tính tỷ lệ giữa AC và AB, biết rằng AC lớn AB. Đây là một bài khó, hay, thú vị. Giờ thầy sẽ hướng dẫn kỹ bài này như sau. Bài này nó có nhiều cách làm lắm các em. Giờ thầy làm cái cách điệu mẹ nhất này. Cách 1 ha. Bây giờ thầy có là AC trên AB. Các em để ý thì nó sẽ bằng thầy nhân cả tử và mẫu cho AB. Đó. Như vậy là ở trên là AB nhân AC, dưới là AB bình phương. Cái này nó sẽ bằng là AB nhân AC á, thì lại bằng AH nhân BC. Đúng không? Hệ thức lượng. Ở dưới là tôi để nguyên là AB bình phương. Vậy thôi. Như vậy nó sẽ bằng là AH nhân BC là bằng 40. 40 trên AB bình phương. Đó. Hiểu nổi không? Rồi. Tương tự nè. Giờ thầy có AB trên AC, thầy sẽ nhân cả tử và mẫu cho AC. Vậy ở trên là AB nhân cho AC, ở dưới là AC bình phương, thì nó sẽ bằng là cũng bằng AH nhân BC trên AC bình phương. Đó. Vậy nó sẽ bằng cái gì? AH nhân BC là bằng 4 nhân 10 là 40, ở dưới là AC bình phương. Hay là thầy đảo ngược lại đi, đảo ngược lại đi. Hồi nãy dở quá nhỉ. Hồi nãy trên này thầy nhân với lại AC. Thầy làm lại xíu nha, đỡ mất công đảo ngược. Vậy trên này sẽ thành AC bình phương. Trên này là AC bình phương, nhưng cả tử mẫu cho AC. Như vậy là trên này là bây giờ nó thành AC bình phương rồi.
AC bình phương. Ở dưới này là AH nhân BC. Rồi, các em đồng ý không? Vậy trên này nó sẽ bằng là AC bình phương trên 40. Vậy đó. Đó. Ở dưới này thì thầy nhân cái tử nhà mẫu cho AB. Vậy ở dưới nó sẽ thành là AB nhân AC. Tức là hồi nó sẽ thành là AB bình phương này trên AH nhân BC. Chậm quá mấy, chậm quá. Rồi AB bình phương trên gì nhỉ? Trên 40. Bây giờ thầy cộng. Thì cái này á nó bằng cái này. Cái này á nó bằng cái này. Vậy thầy suy ra là AC trên AB cộng cho AB trên AC thì nó sẽ bằng hai cái này cộng lại với nhau. Mà hai cái này cộng lại với nhau á thì các em để ý tử là AC bình cộng cho AB bình. Còn ở mẫu là 40. Ở tử AC bình cộng AB bình á là dùng định lý Pythagore nó sẽ thành 10 bình. Ở dưới là 40. 10 bình là 100 ha. 100 chia cho 40 thì nó bằng 5/2. Bây giờ thầy coi AC trên AB là cái cần tìm nè. Nó là X đi, đúng không? Thầy coi đó là X. Thì lúc đó AB trên AC là nghịch đảo của X. Vậy là thầy gõ là 1/X bằng 5/2. Đó. Giờ đây là một phương trình ẩn X, có chứa ẩn X ở mẫu. Thầy quy đồng. Quy đồng thử mẫu hai vế thì có X mũ 2 cộng 1. À xin lỗi, 2 nhé. 2x mũ 2. Mẫu chung là 2x đó, đây nhân 2x này là thành 2x mũ 2, còn đây nhân 2 thôi là thành 2. Còn bên này là 5x. Đó. Tới đây thì có 2x bình phương trừ 5x cộng 2 bằng 0. Rồi dùng chức năng giải phương trình mà thầy đã dạy trong khóa học V91 thì thầy sẽ tìm được x thôi. 2 này trừ 5 này, 2 này. Thì kết quả sẽ bằng 2 và 1/2 kia. Suy ra là x bằng 2 hoặc là x bằng 1/2. Nhưng mà ở đây các em nhớ là AC lớn hơn AB. Đề cho mà AC lớn hơn AB. Như vậy mình có thể lấy đáp án này được. Nếu lấy đáp án này thì thành ra là AC 1/, AB 2/. Như vậy nó nhỏ hơn. Vậy ta lấy đáp án là x bằng 2 nhé. Bài này còn cách nữa là các em tính ra AB, AC luôn. Nhưng mà thôi, thầy không có thời gian đâu. Các em xem cái đó trong những khóa học sắp tới của thầy. Thầy sẽ ra những khóa học V91 phẩy thiên về hình học thôi. Vậy thôi. Cái này các em bấm máy cho nó khỏe thì các em ạ. Máy nha. Căn của 7 cộng 4 căn 3 nhân cho căn của 19 trừ 8 căn 3. 19 trừ 8 3 trên 4 trừ cho căn 3 nhân cho phân số 1 trên căn 3 cộng 2. Nếu thi học sinh giỏi toán thì đây là một bài khó này. Tính bằng tay á, 1. Đó, dưới này bấm luôn. Căn 13 cộng 4 căn 3. Các em coi kỹ thuật bấm nhanh ở trong khóa học V91 nhé. Căn 13 cộng 4 căn 3 trừ cho căn 13 trừ cho 4 căn 3 bằng 2. Dưới này dễ quá, dành cho con nít. Đó. Trừ 2 x mũ 3 cộng 4 x bình phương. 2 x mũ 3 cộng 4 x bình phương trừ x trừ 1 x bằng 1 bằng 0 đấy. Dưới này có cách tính nhanh ở trong khóa học V91 thêm nhé. Còn bài này còn nhiều thời gian thì thầy hướng dẫn cách giải bằng tự luận, toán tự luận luôn. Bài 10 ấn luôn. Căn 17 trừ 12 căn 2 cộng cho căn của 17 cộng 12 căn 2.
17 trừ 2 cộng 2, 17 cộng 2 cộng 2, ok, bằng 6. Rồi, còn bài này nữa. Bài này thì cũng dễ thôi các bạn. Thầy giải bằng toán học luôn này. Nghĩa thức A sẽ bằng A. Bây giờ theo đề á, theo đề thì 3A nó bằng 10B. Thì thầy có quyền suy ra là A trên B, A trên B là bằng 10 trên 3. Em đồng ý không? Tức là A là 10 phần, B là 3 phần. Gì nữa? Vậy thầy có quyền đặt A này. Thầy đặt A bằng 10x đi. Còn B thì thầy đặt là 3x. Thầy được quyền nhất. Rồi giờ thầy quy cái này về x hết, thầy làm 16 A bình phương, tức là 100x bình phương đó, trừ cho 40 A nhân B. A là 10x, B là 3x, vậy nhân lại sẽ thành 30x bình phương. Vậy thôi. Ở dưới này cũng vậy, 8 nhân cho 100x bình phương. Rồi tiếp tục, trừ cho 24 nhân cho 30 x bình phương. Đúng gọn nữa các em. 1600, đây là 1600 trừ cho 1002, 1600 trừ 1002 thì bằng 400 x bình phương, đúng không? Còn ở dưới này thì là 800 trừ cho số lớn gì vậy? 800 trừ cho 24 nhân 30 bằng 80 x bình phương thì kết quả sẽ bằng 5 đấy. Rồi xong hết rồi. Ồ, còn nhiều thời gian nha. 7 9 2 55 2 1 2 0 5 6. Cái bài này còn một cách là giải ra AC và AB luôn các em nhé. Thôi cái đó thầy hướng dẫn. Các em qua bài thi số 2 là bài thi sắp xếp. Mà muốn sắp xếp tốt á, mình phải chuẩn bị một cái bảng trung gian để ghi kết quả đó nha. Thầy đang bị cảm kìa. Nên nhớ tham gia các khóa học của thầy ở trên trang web buinhuyenluan.com. Muốn đăng ký học giải toán trên mạng thì các em kéo xuống đây nè. Đây, kéo xuống đây. Đăng ký học luyện thi viên bích giải toán trên mạng. Nhấp vào đây nha. Đó, nhấp vào đây là đăng ký. Đó là cách thứ nhất. Đăng ký theo đúng hướng dẫn, nhớ ấn cái nút gửi lần cuối em nhé. Nhiều em là quên ấn cái nút gửi lần cuối. Lần cuối nó có một nút gửi nằm đâu dưới này nè. Rồi các em thì nên đăng ký cho thầy V91, V92. Sắp tới thầy ra V91B là thiên về những cái kỹ thuật hình học ứng với cái năm này nhé, ứng cái năm này. Và hai cái này thì vẫn dùng tốt. Còn nếu lọt vào vòng tỉnh thì các em dùng TK9. Vô vòng quốc gia thì coi mấy cái này. Vậy nghe. Đó là cách vào thứ nhất. Cách vào thứ hai là các em vào cái kênh YouTube của thầy. Rồi sau khi các em vào kênh YouTube của thầy, các em nhấp vô đây nè. Đây, nó ra cái chữ V thấy không? Thì đây là đăng ký học toán viên bích giải toán trên mạng. Còn vô đây là sẽ đăng ký học toán này. Nhưng mà cái khóa toán này vài bữa nữa thầy mới mở, bây giờ thầy đang bận quá. Hiện tại thì thầy chưa có dạy toán trên mạng trong năm này, vài bữa nữa thầy dạy. Hiện cái này thì thầy mới dạy hè thôi ha. Mới dạy hè thôi. Rồi trở qua bên này, cô chồng mất 3 phút rồi. Tìm giá trị.
Thì cái này các em dùng chức năng tìm x ở trong khóa học V91 nhé. Đăng ký V91 thì mình sẽ giải được cái đó rất là nhanh. -1, -8, -7. Như vậy là một cái x bằng -1 và một cái x bằng -7, thì ta chọn cái nào nhỏ hơn -1 thì ta lấy -7. Còn -275 thì là kết quả rồi đúng không? -100. Rồi ta dùng chức năng tìm giá trị lớn nhất của biểu thức luôn. Cái này thầy có dạy ở trong khóa học V91 các em nhé. Trong V91 thầy có dạy rất kỹ. Các em nên đăng ký ngay cái khóa học đó cho thầy đi. -1, -2, -1, -1, -2, -21, -1, -21. Rồi giá trị lớn nhất của nó là -120, đạt được khi x bằng 1 em nhé. -120. Hãy tham gia khóa học V91 thì các em sẽ biết được rất nhiều kỹ thuật hay. -120. Còn nếu người ta hỏi đạt được khi x bằng bao nhiêu thì các em cho x bằng -1 hay 1 gì đó thì quên mất rồi. Rồi bài này. Bài này thì không thể giải bằng máy được đâu. Bài này thầy giải bằng toán học như sau. Rồi bài này thì biến đổi như sau. X bình phương trên 2007. 2007. X bình phương thì tách ra ha. Trừ cho 2x trên 2007 x bình phương cộng cho 2007 trên 2007 x bình phương. Đó, em thấy cái này nó ra cái này. Đó. Để nói. Hiểu không? Rồi giờ thầy tách tiếp. Nó sẽ bằng 1 trên 2007 trừ cho rút gọn 2 trên 2007 và nhân cho 1 phần x. Đó. Cộng cho 1 trên x bình phương. Rồi ta đặt. Em đặt 1 trên x đó là bằng y đi. Suy ra cái biểu thức mà chúng ta đang cần tính giá trị nữa. Biểu thức P nè. Thầy đặt biểu thức này là P ha. Thì lúc đó biểu thức P này nó sẽ bằng là 1 trên x bình là nó đổi thành y bình. Rồi trừ cho 2 trên 2007 nhân 1 phần x là nhân cho y. Rồi cộng cho 1 trên 2007. Vậy thôi. Rồi giờ các em dùng chức năng tìm giá trị nhỏ nhất mà thầy đã dạy trong khóa học V91 ha. Là xong. Như vậy cái này nó sẽ đạt được giá trị min khi nào? Thì thầy biến đổi tiếp. Giờ nó sẽ bằng là y trừ cho 1 trên 2 nhân 007. Như vậy là 1 trên 2007 ha. Đó, tất cả bình mình cộng thêm cái gì đó nó sẽ lớn một bằng. Người ta không có hỏi giá trị nhỏ nhất là bằng bao nhiêu, đúng không? Người ta chỉ quan tâm tới là đạt được khi nào thôi. Giá trị ít là đạt được khi nào. Giờ đây nếu mà các em không hiểu nữa thì thầy có thể làm như thế này. Thầy chỗ này thì cộng thêm là 1 trên 2007 bình phương. Đó. Thì lúc đó nó mất cân bằng các em ha.
lúc đó thầy phải trừ đi cái thầy đã thêm vào. Cái máy nó nặng quá rồi, cái trừ đi cái này. Đó. Như vậy cái này sẽ đạt giá trị nhỏ nhất là cái này này. Đó. Đó chính là cái đó. Và đạt được khi y bằng 1/2007 mà y là 1/x. Như vậy là 1/x bằng 1/2007 có nghĩa là x sẽ bằng 2/007. Vậy ha. Không, chỗ này là x bằng 2/007. Rồi vậy các em nhé. Bài bên cạnh. Bài bên cạnh thì mình sẽ có là gì? Các em đăng ký ngay cái khóa học V91 để biết về cái bất đẳng thức Bunyakovsky mà thầy dạy trong khóa học đó. Trong khóa học đó là AX cộng BY cộng CZ thì luôn luôn nhỏ hơn bằng theo bất đẳng thức Bunyakovsky nó sẽ là nhỏ bằng A bình cộng B bình cộng cho C bình, tất cả nhân cho X bình cộng cho Y bình cộng cho Z bình. Vậy thôi. Bây giờ thầy áp dụng cái bất đẳng thức này với x là bằng 1, y bằng 1 luôn và z bằng 1 luôn, thì bên này nó sẽ là a bình cộng b bình cộng c bình. Đó, 1 bình cộng 1 bình cộng 1 bình. Áp dụng bất đẳng thức đó cho x thì z bằng 1 hết. Tới đây các em sẽ thấy là cái này nó chính là a cộng b cộng c tức ở bình, mà a cộng b cộng c tức ở bình là người ta cho 3/2 rồi. Vậy là 3/2 tất cả bình thì nhỏ hơn bằng cái này, đúng không? Nhân cho số 3. Từ đây các bạn sẽ suy ra là A bình cộng B bình cộng C bình sẽ lớn hơn bằng 3/2 tất cả bình là 9/4 chia 3. 9/4 đem chia cho 3 thì được 3/4. Đó chính là giá trị nhỏ nhất. Tức là 0.75. Nãy giờ toàn dùng kiến thức trong khóa học V91 không các em nhé. Đăng ký ngay đi đừng có tiếc ha. Tìm giá trị của A để C chia hết cho D. Biết C bằng cái này. Còn D thì bằng cái này. Cái này thì ta cũng dùng cái định lý bơ du thôi. Thì các em sẽ ra ở cái bài đó khó thầy làm sau, thì ta làm bài này trước đi. Cái này căn x tồn tại khi x lớn bằng 0, và x bằng 0 là cái này thấp nhất luôn, cái này thấp nhất là 0, cái này thấp nhất là 0. Như vậy giá trị nhỏ nhất của cả cái này sẽ là -1999. Vậy thôi. Còn bài này rút gọn, bài này rút gọn nó sẽ không phụ thuộc vào biến nữa. Đó. Nó sẽ ra là -1 -3 nhân -3 là -9, -1 cộng 9 là bằng 8 nha. Em kiểm tra lại, phá ra nó sẽ bằng vậy. -9 cộng 9, 9 trừ 1 bằng 8, đúng rồi. Bên này cũng vậy. Rút gọn nó sẽ chết sạch luôn. Nó sẽ ra là 9 bình 81 cộng cho 64 chia cho -1 -145. Vậy các em nha. Còn cái câu này ta giải như sau. Nếu các bạn lanh trí thì các em sẽ thấy là x mũ 4 mà cộng cho A thì chia hết cho D, tức là nó sẽ bằng x bình cộng 4 nhân với một cái đa thức nữa, mà đa thức này chắc chắn sẽ là một đa thức bậc 2, đúng không? Vậy nếu các bạn nào nhanh trí sẽ phát hiện ra là A bằng -16 liền. Tại sao? Tại vì khi A bằng -16 thì cái này thành hằng đẳng thức. X mũ 4 trừ cho 16 thì bằng x bình cộng 2 nhân cho x bình trừ cho, xin lỗi, x bình cộng 4 nhân cho x bình trừ 4 thì nó chia hết nè, không thừa thế nào hết. Vậy A đây là bằng -16 là xong rồi đó các em. Nhưng mà đó là nhẩm thôi, mò thôi, đúng không? Còn nếu làm bằng toán học tự luận thì làm sao? Thì cái đó thôi, bây giờ mình không có thời gian nữa, chắc thầy
các em đăng ký khóa học V91 á, thì các em sẽ giải quyết được tất cả những cái bài tập tổng quát kiểu này nha. Chứ không có mò kiểu này được. Thì thầy cũng gợi ý luôn. Thầy cũng gợi ý luôn. X mũ 4. X mũ 4 cộng cho A chia hết cho x bình cộng 4 thì nó sẽ bằng x bình cộng 4 nhân với một cái đa thức bậc 2 là bx mũ 2 cộng cx cộng cho d. Và cái b này chắc chắn phải là 1 này. Để khi nhân cho bên này thì nó mới ra x mũ 4 đúng không? Rồi cái d này chắc chắn là sẽ bằng cái gì? Chắc chắn sẽ bằng là a phần 4. Để khi nhân lại 4 nhân a phần 4 là bằng a. Rồi các em khai triển này ra. Các em đồng nhất hai vế, đồng nhất hai vế coi khóa học V91 nha. Khai triển ra là đồng nhất hai vế, cuối cùng các em sẽ tìm được c là bằng 0. Đó. Rồi a sẽ bằng -16 thôi. Vậy thôi các bạn. Bây giờ ta chọn đáp án luôn chứ không còn thời gian nữa. Số nhỏ nhất là -275. Chỗ này. Tiếp theo là sắp hết bình rồi, tiếp theo là -199 các em nhé. Rồi tới -145. Rồi tới -102. Rồi tới -100. Đó, mấy số âm chết hết rồi. Giờ tới số dương 0,75. Ủa tôi chết, sai chỗ nào? Coi chừng sai chỗ nào các em. Cái này là bằng, coi lại cái bài hồi nãy. Còn -16 nữa các em. -16 nữa chứ. Rồi mới tới cái số này chứ, đúng không? Số âm rồi mới tới số dương chứ. Chết rồi, còn một lần sai nữa. Như vậy là đây không phải là 0,75 rồi. Cho -3 nhân -3 -9 8 à đúng rồi các em. À xin lỗi các em nha, cái bên này là -7 thì chưa có chọn nè, phải chọn -7 đã chứ rồi mới tới 0,75 đó. Đáp án đúng hết á. -7 nè, rồi tới 0,75, rồi tới 8, rồi tới 2007 nha. Đáp án thầy giải đúng hết rồi đó. Có điều thầy quên mất mấy cái số âm, chọn hết rồi mới tới số dương. Rồi các em tự chọn ha. Rồi ok. Ta qua bài thi tiếp theo. Bài thi 12 con giáp. Thầy nhắc lại, các em nên đăng ký ngay các khóa học V91. Nó không có bao nhiêu tiền hết đó. V92. Rồi sắp tới thầy ra cái khóa V91B nè. Là các em có thể đủ thi năm nay, ok luôn ha. Rồi vào trang YouTube của thầy coi thường xuyên. Tuyệt đối đừng có vào mấy cái trang lung tung, người ta chỉ tìm đáp án, người ta điền vô cho các em thôi. Biết đáp án thì chả giải quyết được gì đâu. Không biết cách làm thì làm sao mà được, đúng không? Con rắn tính cái này, x bằng 1 thì chỗ này bằng 0 rồi nè. 0 nhân vô thì bằng 0 hết. Mấy cái thứ khác vô nghĩa hết. Rồng. Nghiệm của phương trình này là cái gì? Các em có thể dùng chức năng tìm x ở trong khóa học B91. X cộng 9. X cộng 10. X cộng 11. -8 x bằng 0. Giải. Trong khóa học V91 thì nó giải nhanh lắm.
kết quả sẽ bằng. Ồ, máy treo luôn. Nó bằng trừ 15 kia. Còn cái này giải bằng tay á, thì giải như sau. Ta đặt kem đặt ứng phụ ha. Kem đặt x cộng 9 xin lỗi x cộng 10 đi bằng y. Kem quy cái này về phương trình ứng y là kem giải đấy. X cộng 9 này sẽ bằng là y trừ 1 rồi nhân cho y, nhân cho y cộng 1 trừ 8x thì x cộng 10 bằng y thì suy ra y x sẽ bằng y trừ 10 các em nhé. Rồi kem giải này tìm y trước, nó sẽ ra cũng đơn giản thôi, y nhân cho y bình trừ 1 và trừ cho 8y ha, cộng cho 80 bằng 0. Vậy ta sẽ có là y nhân y là thành y mũ 3 trừ y trừ 8y là thành trừ 9y. Các em phân tích cái này thành nhân tử các em giải thôi ha, vậy nhé. Rút gọn cái này ta có là 2 nhân cho trừ 3 mũ 6 là thành 3 mũ 3 là. Cộng cho 4 nhân cho 2 mũ 4 118. Đây, đáp án này con trâu căn x rút đây. Các em rút căn x ra làm nhân tử chung, vậy ở trong sẽ còn 1 cộng cho căn 3 cộng cho căn 4 bằng 2 căn 3 trên căn 3 trừ 1. Rồi tính này thôi, 2 căn 3 chia căn 3 trừ 1 tất cả chia cho mở ngoặc 1 cộng căn 3 cộng 2 đó là bằng 1, căn x bằng 1, bình phương hai vế lên thì x cũng bằng 1. Nghiệm nguyên, dùng chức năng tìm x trong khóa học V91 3, 7, âm 10 nó bằng 1 và trừ 10 phần 3. Ta lấy nghiệm nguyên, lấy số 1 rồi số nghiệm của phương trình này. Cái này không giải bằng tay được, không giải bằng máy được. Phá ra. Kem khai triển ra mà nháp rồi. Nha. Khai triển bằng nháp thì sẽ coi có cái gì. 3 nè. 2 x 3 là 6x phương. Cộng 4x trừ 9x là thành trừ 5x. Trừ 5x trừ 6. Rồi tiếp tục là trừ 2 nhân x cộng 4 nhân cho 4x trừ 3. Là thành 4x phương trừ 3x cộng 16x là thành cộng 13x trừ 12 cộng 9x nhân cho 4 trừ x cuối cùng nó bằng gì đây? 3 nhân 6 là 18x bình phương nè, trừ cho 15x nè, trừ 18 nè, trừ 8x bình phương nè, trừ cho 26x cộng 24 94 36x trừ 9 bình phương cộng lại nó sẽ ra là 17x bình phương 36 trừ 26 là còn 10, 10 trừ 15 là trừ 5x, trừ 5x cộng cho 24 trừ 18 24 trừ 18 là bằng nhé, bằng 6 ha. Như vậy là sau khi khai triển ra các em sẽ ra cái phương trình là x bình trừ 5x cộng 6 bằng 0. Thì cái này các em suy ra là x bằng 3 và x sẽ bằng 2. Không tin thử lại đi, không tin các em có thể thử lại ha. 3 này đúng không? 2x trừ 3 3x
cộng 2 trừ 2 mở ngoặc x cộng 4 4x trừ 3 cộng cho 9x mở ngoặc 4 trừ cho x. Thầy nhập x theo khoa học vệ tinh 1 thì nhập thử x bằng 3 đúng ra không luôn, x bằng 2 cũng ra không. Bây giờ là ta có 2 nghiệm. Trời đất, dễ dữ vậy. 40 nhân 2,5 100, giờ lấy căn ra 10. Chuột, cái nào sai, tìm cái sai. Cái này đúng nè. Cái này sai nè kem. À cái này đúng nè. Giá trị tuyệt đối của 2 trừ căn 3 mà 2 là căn 4 lớn hơn căn 3, vậy đúng rồi. Cái này bình lên 8 cộng lại. Rồi đúng vậy, cái này sai. Không thèm kiểm tra luôn, loại trừ thôi. Các em có thể dùng cái đòn tà đạo ha, là lấy cái này thế vô đây, hoặc lấy này thế vô đây, lấy này thế vô đây, lấy này thế vô đây, cái nào đúng thì lấy. Nhưng mà làm vậy ấy nấy lương tâm lắm ha. Mình có thể giải trực tiếp cái này luôn, là giải luôn này. 2x bình phương cộng cho 3x bình trừ 1 nhận thức mà bằng 5x bình cộng trên 5x. Ở bên này phá ra 3x bình trừ 3. Rồi hai bên có cái này què bỏ. Giờ là 5x bình trừ 3 vậy x bằng trừ 3 phần 5. Con gà. Trời cái này toán lớp 8 mà. Đúng không? Toán lớp 8 thì cái mới giải lớp 8 gì đâu. Rút gọn lên. Đây là hàng đẳng thức số 6 này, tổng hai lập phương này, nó sẽ bằng 8x mũ 3 cộng cho 27 ha. Tổng bình phân thiếu của hiệu này. Rồi cộng cho bên này là hiệu nhưng bình phân thiếu của tổng, tức là thành x mũ 3 trừ cho 1 và trừ tiếp cho 9x mũ 3 bằng 0. 8 cộng 1 là 9, trừ 9 là hết. Vậy nó ra là 26 bằng 0. À 26 nhỉ. Còn lại là 27 trừ 1 là bằng 26, đúng rồi. Rồi, các em nhớ đăng ký liền các cái khóa học nha. Vào chỗ này nè. Ok, đây nè. Đó. Hoặc là vô đây. Đây. Nhấp vô đây là được. Vậy nghe. Giải toán trên mạng là thầy thiết kế hết rồi. Còn học thêm toán trên mạng thì đợi qua cái chương hàm số bậc nhất rồi thầy bắt đầu dạy. Rồi, như vậy là chúng ta đã đạt được điểm tối đa của ba vòng thi ha. Các em để thầy coi hồi nãy có cái câu nào mà khó khó mà thầy chưa, thầy sợ không có thời gian để không có giải cho các em. À đây nè. Đây nè. Nếu thầy không lầm thì cái này nó là gì nhỉ? Nó ra x bằng trừ 15 đúng không? Hình như là vậy. Nhưng mà tại sao lại như thế thì mình giải tiếp. Đang rảnh mà. Y nhưng y bình trừ cho 1 trừ 80 thì cuối cùng nó sẽ ra là y mũ 3 ha. Y mũ 3 trừ cho 8y cộng 80 bằng 0. Em chắc em tự giải hay là thầy giải luôn. Đây là trừ 9 kia nhé. Rồi bây giờ các bạn dùng cái sơ đồ Hockney, cái sơ đồ Hockney, sơ đồ nhân lùi cộng chéo trong khóa học V91 V92 á. Rồi các em sẽ mò nghiệm bằng sơ đồ Hockney thì nó có một nghiệm là bằng bao nhiêu nhỉ?
trừ 5, như vậy nó sẽ có là y cộng 5 trong kết quả. Các em coi lại định lý Bayes trong V91 á, thì thầy cộng cho 5 y mũ 2, thì trừ cho 5 y mũ 2 để bằng như cũ, rồi cộng cho trừ cho 25 y để bằng như cũ đó. Y mũ 3 cộng cho 5 y mũ phương. Đúng rồi. Vậy thầy phải cộng lại bao nhiêu để bằng như cũ nha. Cộng lại 16 y. Rồi cộng 80 nó tự khớp. Các em đặt nguyên tử chung nè. Đây là y mũ phương rút ra ngoài. Ở trong còn y cộng 5. Trừ cho 5 y. Ở trong còn y cộng 5. Cộng cho 16. Ở trong còn y cộng 5 bằng 0. Tới đây ta có y cộng 5 nhưng cho y bình phương trừ 5 y cộng 16 bằng 0. Vậy ta ra y bằng trừ 5 các em nhé. Y bằng trừ 5 thì x sẽ bằng x cộng 10 bằng 5, đúng không? Y bằng trừ 5 y bằng trừ 5 thì các bạn suy ra là x cộng 10 sẽ bằng trừ 5. Từ đây các bạn suy ra x bằng trừ 15, đúng rồi. Đó. Còn này là vô nghiệm. Giải ra vô nghiệm. Tại sao vô nghiệm? Y bình trừ 5 y trừ 16 bằng 0. Thì nó sẽ là y bình trừ cho 5 y. Thì thầy ghi là 2 nhân 5 phần 2 y cộng cho 25 phần 4 cộng 16 trừ 25 phần 4 bằng 0. Thì bài này vô nghiệm kìa, bởi vì nó ra một cái bình phương là y trừ cho 5 phần 2 tất cả bình bằng 16 trừ 25 phần 4. 16 trừ cho 25 phần 4 là bằng 39 phần 4, chuyển vế qua kia là trừ 39 phần 4. Thì cái này nhỏ hơn 0. Vô nghiệm. Vậy thôi. Bye bye các em. Hẹn gặp lại ở vòng thi tiếp theo.